Phương Mai Chất Chè Bông, em xin chào quý anh chị mình đã quay trở lại với em ha. Thì cả nhà ơi, thì hôm nay em sẽ giới thiệu cho chúng ta một cái số hoa mai mà hiện tại là đang là hot trên thị trường nha cả nhà ơi. Đầu tiên là một cái hàng mà hoa nửa kem nửa vàng nha cả nhà. Đó là giống mai Nhị Ngọc Toàn. Thì Nhị Ngọc Toàn thì sẽ mang trong mình hai màu hoa nha cả nhà. Đó là nửa kem và nửa vàng. Thì chúng có thể đột biến, nhiều khi vàng nhiều hơn kem, có khi kem nhiều hơn vàng nha cả nhà. Mà cái dòng này á, mặc dù sinh sao đẻ muộn thật nhưng mà nó phát triển rất là nhanh cả nhà ơi, sinh trưởng rất là mạnh nha. Đây cả nhà mình xem nè, thì hàng này thì bên em mới ghép to nhưng mà cả nhà mình thấy trời ơi, nó rất là tốt nha cả nhà ơi. Thì Nhị Ngọc Toàn sai hoa tầm khoảng là 6 phân nha cả nhà ơi, 8-12 cánh và màu hoa cực kỳ là đẹp luôn. Rồi thì cái lô này thì hiện tại là bên em số lượng rất là nhiều nha cả nhà. Đó thì bên em giao lưu với chúng ta là 150 một cây. Khi mà anh chị mình mua 2 cây thì vườn em sẽ bao ship, và đặc biệt nếu mà cả nhà mình mua 2 cây thì bên em sẽ thêm cho mình một cây nữa, có nghĩa là tặng cho mình một cây nữa. Giá vẫn không đổi nha cả nhà ơi. Nhị Ngọc Toàn nha, mua 2 tặng 1, giá không đổi. Rồi cái bên đây thì tiếp theo thì em sẽ có một cái lô cúc hoàng hậu nha cả nhà. Đây cả nhà mình xem nè. Trời ơi, cái lô này thì bộ rễ là khỏi chê luôn. Thì lô này bên em thì nó có rễ gì ta? Đây rễ bí nè, rồi thú nè. Thì dòng hoàng hậu là dòng cúc nha. Hoa của nó thì từ 30 mấy cánh trở lên, màu vàng ươm, nghệ vàng óng ánh luôn nha cả nhà. Và đặc biệt là hàng bên em mông chùm cả nhà ơi. Thì lô này thì bên em giao lưu với chúng ta giá chỉ có 100 một cây thôi rồi. Đó, mà rất là đẹp luôn ha. Thì em sẽ gửi từ 3 cây nha. 3 cây thì bên em sẽ bao ship. Nhưng mà mấy anh chị mình mua một cây thì bên em vẫn đi hàng bình thường nha cả nhà ơi. Nhưng mà cả nhà mình cộng phí ship giúp em ha. Đó, giá hoàng hậu 100 một cây nha cả nhà ơi. Rồi kế bên đây, đây bây giờ em sẽ cho cả nhà mình xem một cái giống mai mà bây giờ hiện tại nó làm nụ cực kỳ nhiều luôn cả nhà. Đó là dòng tiếng vua bông chùm. Đây 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 đây, trời ơi nụ khủng hoảng luôn. Đây cả nhà mình xem nha, đây tiếng vua bông chùm. Đây một cái giống mai mà làm mưa làm gió thị trường nha cả nhà ơi. Đây những cái dòng tiếng vua bông chùm như thế này cả nhà mình xem coi, em ghép nè. Rễ cây nào cây nấy nó cũng đẹp hết. Và đặc biệt là hiện tại bây giờ tiếng vua nó cho nụ cực kỳ nhiều cả nhà ơi. Thì lô này thì chúng ta đã năm nay đã có thể được cho hoa rồi. Nó có thể cho chúng ta được một vài cái hoa để chúng ta xem ha. Nè, trời ơi nụ nè. Nụ nóng lạnh luôn cả nhà ơi. Trời ơi. Mọi người thấy chưa? Cây chất lượng chưa? Đó, hàng bên em thì đảm bảo chất lượng về giống với chúng ta. Và rễ tiếng vua là bên em ghép lên. Trời ơi, cái lô này nhìn thôi khỏi chê luôn cả nhà anh xem nè. Số lượng là bạc ngàn luôn ha. Rồi tiếng vua á, thì em giao lưu với chúng ta là 150 một cây. Khi mà chúng ta lấy 2 cây thì vườn em sẽ bao ship và đặc biệt tặng thêm cho chúng ta một cây nữa nha cả nhà ơi. Mua 2 cây tặng 1. Rồi anh chị nào có thích cái những cái giống mai nãy giờ em giới thiệu thì cả nhà mình hãy alo cho vườn mai Chè Bông bên em nha. Để em sẽ lựa những cái cây đẹp, chuẩn giống, hàng chất lượng gửi đến cô chú anh chị mình ha. Cả nhà mình ơi, thích thì hãy alo cho vườn mai Chè Bông bên em nha.